Rồi, em đi khoa học chắc là không nở đâu, giờ mình điếm cánh nha. Cánh đầu tiên một này, hai cánh tròn đã không, ba bốn năm sáu, sáu cánh tức là hai tầng cánh này, thấy trong nó có bốn bốn cái nụ riêng nữa không nè, bốn cái chặt bông riêng nữa không, thấy không? Bây giờ bốn cái chặt bông riêng nè, thấy không? Rồi, nguyên cái chặt bông luôn rồi. Anh in từng cái chặt bông riêng ra Nè, cảm chặt ơn bông anh. riêng nè, thấy không? Trong đây nó còn chặt bông nữa nè, thấy không? Có phần phần riêng nè, một cái là riêng hết trơn rồi, rất nhiều luôn. Thôi mình đếm từ từ đi, nãy là Sáu rồi. sáu, bảy nè, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, Nhỏ hả? mười bảy, mười tám, nhỏ nữa nó bung ra nó, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, bốn, năm, năm, sáu, bảy, Yeah. tám, chín, ba mươi, Ủa nhỏ vậy hả? ba mốt, ba hai. Cái bông kia hổng cũng ba mốt, ba hai. Cái nhỏ nó cái bông nó sẽ bự lên, nó sẽ bung ra, nó nằm ở giữa. Tổng cộng là 32 cánh. Ừ, bông cánh là này là nó tròn được không, đã không? Tròn. Tròn. Ngắn mà tròn. Đẹp. Rồi buổi tối vui vẻ. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ.